Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm. Hôm nay cô mời các em cùng theo dõi môn ngữ văn lớp 7, trang 69 đến trang 70, bài 3, thực hành tiếng Việt, sách cánh diều. Câu số 1, tìm phó từ trong các câu sau, cho biết chúng đi kèm từ loại nào và bổ sung ý nghĩa gì cho từ trung tâm. A. Con vật khủng khiếp quá, Fenner. B. Đúng là tàu đang đổ ở chỗ nước trong, Fenner. C. Vòi và đuôi bạch tuộc có khả năng mọc lại, Wagner. D. Anh đừng để tâm đến chuyện hôm nay, Bradbury. Như vậy ở bài tập số 1 chúng ta sẽ tìm các phó từ trong các câu và cho biết chúng đi kèm từ loại nào và bổ sung ý nghĩa gì cho từ trung tâm. Thì ở đây ở câu A, phó từ ở đây là từ quá, đi kèm với động từ khủng khiếp. Bổ sung ý nghĩa cho từ trung tâm chỉ mức độ quá cỡ của con vật. Còn ở câu B, phó từ đó là từ đang, phó từ đang đi kèm với danh từ tàu, chỉ ý nghĩa thời gian. Nhấn mạnh con tàu hiện tại ở vùng nước trong. Rồi ở câu C, phó từ lại đi kèm với động từ mọc, chỉ ý nghĩa lặp lại của cái vòi và đôi bạch tuộc. Về phó từ đừng đi kèm với danh từ anh, chỉ ý nghĩa cầu khiến, cầu mong nhân vật anh không để tâm đến việc hôm nay. Tiếp theo câu 2, tìm số từ trong những câu dưới đây, xác định nghĩa mà số từ bổ sung cho danh từ trung tâm. Chỉ ra hiện tượng biến đổi thanh điệu hoặc là phụ âm đầu ở một số yếu tố cấu tạo trong các số từ là từ ghép. A. Ở bên phải cửa sổ xuất hiện 7 con bạch tuộc nữa, Bettner. B. Ở đó đã tập hợp chừng 20 người cầm rìu sẵn sàng chiến đấu, Bettner. C. Cuộc chiến kéo dài 15 phút, Bettner. D. Canh hát có hệ thống liên lạc phụ thứ 2 và thứ 3. Anywhere. Như vậy ở câu số 2 này chúng ta sẽ tìm số từ trong những câu dưới đây, rồi xác định nghĩa mà số từ bổ sung cho danh từ trung tâm, rồi chỉ ra cái hiện tượng biến đổi thanh điệu hoặc là phụ âm đầu ở một số yếu tố cấu tạo trong các từ là từ ghép. Như vậy ở câu A, số từ ở đây là 7 cộng với danh từ con bạch tuộc, xác định số lượng chính xác con bạch tuộc xuất hiện. B. Số từ 20 cộng với danh từ, xác định số lượng người chính xác. C. Số từ 15 cộng với danh từ phút, xác định thời gian chính xác. D. Số từ thứ 2 và thứ 3, biểu thị thứ tự. Thì từ ghép chỉ số từ đó là 20, 15, thứ 2 và thứ 3. Thì hiện tượng biến đổi thanh điệu trong các từ ghép là hai tiếng cùng thanh ngang 20 hoặc tiếng thứ nhất là thanh trắc, tiếng thứ hai là thanh ngang. Thứ hai hoặc là phụ âm đầu. Một cái số yếu tố cấu tạo trong các số từ là. Rồi, phụ âm đầu cấu tạo trong số từ có cái hiện có sự biến đổi phụ âm đầu sang phụ âm môi, hầu sang phân môi 20 hoặc là âm môi sang âm lưỡi 15. Rồi tiếp theo câu 3, các tổ hợp số từ cộng danh từ in đậm trong những câu dưới đây. Trích văn bản bạch tuộc của Wagner giúp em hình dung về loài bạch tuộc như thế nào. A. Đó là một con bạch tuộc dài chừng 8 mét. B. Thân nó hình thoi phình ở giữa, là một khối thịt nặng chừng 20-25 tấn. C. Con quái vật có 8 vòi thì 7 vòi đã bị chặt đứt. Như vậy ở đây, ở câu A, tổ hợp số từ cộng danh từ cho biết chiều dài thân hình của con bạch tuộc là rất lớn. Còn ở câu B, tổ hợp số từ cộng danh từ cho biết là khối lượng bạch tuộc giúp em hình dung ra một loài vật khổng lồ và nguy hiểm. Còn ở câu C, tổ hợp số từ cộng danh từ cho biết số vòi bạch tuộc bị chặt đứt
số vòi bị chặt đứt của con bạch tuộc, qua đó hình dung về thương tật của con vật cũng như sự chiến đấu dũng cảm của con người. Tiếp theo câu 4 là viết một đoạn văn khoảng 5 đến 7 dòng nêu cảm nghĩ của em sau khi học văn bản bạch tuộc Eisner, trong đó có sử dụng phó từ và số từ, xác định nghĩa mà phó từ số từ bổ sung cho danh từ trung tâm trong đoạn đó. Như vậy thì chúng ta sẽ viết một đoạn văn 5 đến 7 dòng nêu cảm nghĩ của em sau khi học văn bản bạch tuộc. Và ở trong đoạn văn này thì các em sẽ sử dụng phó từ và số từ. Rồi sau đó thì chúng ta sẽ xác định nghĩa mà phó từ số từ bổ sung cho danh từ trung tâm trong đoạn văn đó. Thì sau đây là đoạn văn tham khảo. Bạch tuộc là một đoạn trích, là một cái trích đoạn rất hay mô tả sinh động cuộc chiến giữa con người với thiên nhiên. Các thuyền trưởng Nemo và những người trên tàu chiến đấu với con bạch tuộc đã dạy cho em 3 bài học lớn. Bài học thứ nhất là hãy dũng cảm và kiên cường khi gặp phải khó khăn thử thách. Bài học thứ hai là bài học về sự đoàn kết, kề vai sát cánh cùng chiến đấu vượt qua gian nan. Bài học thứ ba cũng là bài học lớn nhất. Đó là phải sống hòa hợp và biết ơn môi trường sống, mẹ thiên nhiên, không ngừng khám phá tìm tòi những điều kỳ bí xung quanh. Thì ở đây phó từ đó là từ rất, chỉ mức độ, đã chỉ thời gian. Số từ in đậm, một bổ sung ý nghĩa số lượng cho danh từ trung tâm trích đoạn, nhất bổ sung ý nghĩa thứ tự cho danh từ trung tâm bài học, hai bổ sung ý nghĩa thứ tự cho danh từ trung tâm bài học, và ba bổ sung ý nghĩa thứ tự cho danh từ trung tâm bài học. Như vậy thì đến đây các em đã vừa cùng cô theo dõi môn ngữ văn lớp 7 của bộ sách Cánh Diều. Thì sau khi xem xong các em thấy dễ hiểu thì hãy nhấn nút thích và chia sẻ cho mọi người cùng xem. Và đừng quên đăng ký kênh thầy Liêm để được xem những video tiếp theo nhé. Chúc các em học tốt và chào tạm biệt các em.